Mắt người đàn ông này bắt đầu chảy ra đất sét, càng ngày càng nhiều hơn, thậm chí cả người cùng bắt đầu chảy hết ra đất sét. Phút chốc hàng trăm ánh lửa bắt đầu lao đến, không ngừng thiêu đốt cả cơ thể, cuối cùng cháy thành một chiến binh đất nung. Cùng lúc đó, hàng loạt binh sĩ ở bên ngoài mắt cũng đồng loạt chảy ra đất sét, rất nhanh sau đó cũng đã biến thành tượng đất. Vậy rốt cuộc điều gì đã xảy ra? Thì ra 2000 năm trước, khi Tần Thủy Hoàng lên ngôi thống nhất thiên hạ, vì có nước Chư Hầu sợ hãi quyền lực của hắn nên đã phái người đến ám sát, nhưng chỉ một lúc sau đã bị đánh bại. Tần Thủy Hoàng vô cùng phẫn nộ, liền giết sạch nước Chư Hầu kia, sau đó còn cho bắt toàn bộ binh lính và người dân đi xây trường thành, củng cố vô số nền tảng của bản thân. Vẫn chưa thỏa mãn, hắn còn học thuật ngũ hành từ Phương Sĩ, nhưng qua nhiều năm luyện tập vẫn chưa thể thực hiện được mục đích trường sinh bất lão. Sau đó liền phái thuộc hạ thân cận là Quách tướng quân tìm về một đạo cô tinh thông dưỡng sinh. Hắn vừa nhìn đã vô cùng ưng mắt, nhưng đạo cô sớm đã có người trong lòng, cô đồng ý thi triển pháp thuật bất tử cho hắn. Nhưng sau khi hoàn thành việc sẽ cùng Quách tướng quân quy ẩn giang hồ, Tần Thủy Hoàng lúc đó cũng ngay lập tức đồng ý đề nghị này. Sau đó đạo cô bắt đầu đọc các bùa chú và lời yểm. Tần Thủy Hoàng cảm thấy cơ thể vô cùng thanh thản, cho rằng bản thân đã có được phép trường sinh bất lão. Sau đó hắn liền cho người ngũ mã phanh thây Quách tướng quân ngay trước mặt đạo cô, sau đó đâm cô một nhát dao, tương ngộ với hắn ta dưới địa phủ đi. Nhưng đột nhiên từ mắt hắn bỗng chảy ra một chút đất sét. Ngươi dám cả gan bỏ bùa ta sao? Ngươi đã làm gì ta? Ta nguyền rủa ngươi và tất cả đám thuộc hạ của ngươi. Đạo cô bị thương nặng, trèo lên ngựa mang bí thuật trường sinh chạy trốn, còn cảnh cáo những kẻ khác, lời nguyền tuyệt đối sẽ không thể bị phá giải. Nếu Tần Thủy Hoàng được hồi sinh, lúc đó nhân gian sẽ gặp họa diệt vong. Chớp mắt đã là năm 1946. Một đoàn khảo cổ đã đào được lăng mộ Tần Thủy Hoàng. Sau khi bước vào trong, hai bên cổ mộ bất ngờ sập xuống hai tấm phiến gắn đầy cọc. May mà Alex đã nhanh chóng đẩy ngã giáo sư nên mới thoát được một kiếp nạn. Sau đó một người đạp trúng một cái chốt, vô ý mở ra một mắt đá của cổ mộ. Theo ánh nắng chiếu vào, trận đồ binh sĩ đất nung vô cùng hoành tráng hiện ra trước mắt. Nhưng chưa đi được vài bước, một người trong đoàn đã đạp phải một công tắc vô cùng đáng sợ. Một làn khói kịch độc xông thẳng lên, khuôn mặt của anh ta trong phút chốc tan chảy. Trong phút hoảng loạn đã kích hoạt một loạt công tắc khác, mũi tên từ hai bên tường bắn ra như mưa. Một chiếc đĩa bay đến, chỉ cần không chú ý là bay đầu như chơi. Cuối cùng chỉ còn lại Alex và giáo sư là còn sống sót. Hai người đi đến giữa ngôi mộ, Alex chuyển động chiếc bàn đá, rót nước vào, điều chỉnh phương hướng của cây kim. Dưới chân bắt đầu chuyển động, nó sập xuống rồi tách ra làm đôi. Alex chưa kịp phản ứng đã mất thăng bằng rơi xuống bên dưới. Đến khi anh đứng dậy, liền nhìn thấy trước mặt là chiến xa của Tần Thủy Hoàng. Trên xe còn khắc một đoạn kinh văn, nếu như hắn thức tỉnh, sẽ là ngày tàn của thế giới. Xung quanh nền đất đều là các vật tuẫn táng cùng. Ở diễn biến khác, bố mẹ của Alex nhận được một nhiệm vụ, đó là trả con mắt rồng về bảo tàng Thượng Hải. Truyền thuyết nói rằng bên trong nó có chứa nước trường sinh bất lão. Các thế lực bên ngoài sớm đã tiến hành thăm dò, nhưng họ đâu có biết, vừa mới vui vẻ dâng đá quý đến tận miệng, vị giáo sư đã ngay lập tức trở mặt bán đứng họ, cấu kết với một đám quân phiệt dã tâm lớn. Chúng muốn lợi dụng dòng nước thần kỳ trong viên đá để hồi sinh vị hoàng đế đã yên giấc ngàn năm, Tần Thủy Hoàng, sau đó thực hiện giấc mơ làm bá chủ thế giới. Mà viên đá long nhãn muốn mờ nó cần phải được nhỏ một dòng máu vô cùng thanh khiết. Vì muốn bảo vệ chồng, Evelyn đã tình nguyện trở thành vật hiến tế. Sau khi bị ép cắt vào ngón tay, máu của cô nhỏ từng giọt xuống viên đá. Trong phút chốc, một cảnh tượng thần kỳ đã xảy ra. Từng giọt máu chảy xuống viên đá, nó liền dần chuyển sang màu đỏ. Bảy con rồng vàng bảo vệ viên đá trong phút chốc sống dậy, tản ra các bên. Phiến tinh thể băng từ nở ra, để lộ ra viên kim cương ở chính giữa. Rick bị ép phải mở nắp quan tài của hoàng đế. Tướng quân cẩn thận đưa con mắt thần đi đến. Chỉ cần hồi sinh Tần Thủy Hoàng là có thể thực hiện ước mơ thống nhất thiên hạ. Lúc này Alex đột nhiên đu dây tới, đạp một cái hất mạnh viên đá, những giọt nước bắn lên các binh sĩ đất nung trên xe. Nhưng không ngờ rằng trốn trong quan tài lại là một thái giám. Mà lúc này tượng binh sĩ bị nước thần bắn lên bất ngờ dần nứt ra, bên trong bất ngờ thò ra hai bàn tay khô. Hai con mắt của mã tượng cũng thay đổi chuyển sang màu đỏ rực như lửa, giống như đến từ địa ngục vậy. Chúng mày mày vó ngựa rồi hí lên mấy tiếng. Không một ai biết chuyện này là thế nào, chỉ biết liên tục nã súng bắn. Một giây sau binh tượng cũng nổ tung, thì ra hắn mới chính là Tần Thủy Hoàng thật sự. Tướng quân ngay lập tức bày tỏ lòng trung thành. Hoàng thượng, thần đến là để bảo vệ người, thần có thể giúp người bất tử. Giáo sư cũng bày đặt học theo, nhưng ngay sau đó liền bị long đế giết chết. Lúc đó hắn chưa hoàn toàn khôi phục thành hình dạng người, sau đó liền cưỡi ngựa phi ra khỏi bảo tàng. Mặc dù đuổi theo, nhưng đối diện với long đế pháp lực vô cùng mạnh, không một ai có thể cầm chân được hắn. Bọn họ chỉ có thể quay lại quán bar. Con gái của đạo cô nói với bọn họ, hai mẹ con họ dựa vào dòng suối bất tử nên mới có thể sống được 2000 năm. Và mục đích cũng là để ngăn chặn sự hồi sinh của Long Đế. Và chỉ có duy nhất con dao này mới có thể giết chết được hắn. Sau đó họ lên máy bay bay đến dãy núi Himalaya. Họ cần phải đến Shangri-La trước khi đội quân của Tần Thủy Hoàng đến nơi, để ngăn chặn hắn uống nước từ dòng suối bất tử. Nếu hắn có thể trường sinh bất lão, sau đó hồi sinh hàng ngàn binh mã,
thì coi như thế giới đã đặt dấu chấm hết. Sau khi đến nơi, cả hai bên đấu súng quyết liệt, nhưng vũ khí bên địch quá mạnh, bọn họ không thể đánh lại được. Thấy tình hình không khả quan, Lin liền lớn tiếng gọi về phía núi tuyết. Sau đó ba con khỉ tuyết khổng lồ liền lập tức xuất hiện. Chúng gầm lên một cái, động tác sau đó cũng vô cùng nhanh. Rất nhanh sau đó đã đánh bại lũ tay sai. Long đế vô cùng phẫn nộ, quyết định tự mình ra tay. Mọi người cản hắn lại, nhưng đạn thường đối với hắn chẳng ăn thua. Hắn nắm lấy một thanh băng, dưới nền tuyết đã chọc lên vô số thanh băng khác, đẩy lùi đám người của Rick. Khỉ tuyết gầm lên đầy giận dữ, cuối cùng lại bị tiếng hống của Tần Thủy Hoàng làm cho sợ hãi phải lùi lại. Sau đó hắn trèo lên đỉnh tháp, đặt viên đá lên trên. Một tia sáng xanh chiếu rọi ra xa, chỉ ra vị trí của con suối bất tử. Alex còn muốn dùng thuốc nổ nổ chết Long Đế, nhưng hắn đã kịp nhận ra liền phi một nhát dao về phía Alex. Trong thời khắc quyết định, Rick xông đến đỡ lấy cho con trai. Lúc này thuốc nổ cũng đã phát nổ, gây nên một trận tuyết lở ào ào đổ xuống. May có sự bảo vệ của khỉ tuyết mà nhóm người của Rick mới thoát khỏi nguy hiểm. Tiếp theo nhờ khỉ tuyết giúp đỡ, mọi người đã đến được Shangri-La, đi xuyên qua một hang động. Bên trong chính là điện bất tử. Sau đó, nhờ có sự giúp đỡ của đạo cô, Rick đã được cứu sống. Nhưng cũng chính lúc này, một quả cầu lửa phóng đến. Thì ra Tần Thủy Hoàng cũng đã đến nơi. Sau khi đả thương mọi người, hắn liền lấy đi con dao có thể giết được mình. Hắn ngạo nghễ bỏ lớp áo giáp bên ngoài, đầm mình vào trong dòng nước. Tần Thủy Hoàng đã thực sự được hồi sinh. Sau khi đầm mình vào dòng suối, trong phút chốc hắn đã khôi phục được nhân dạng. Tiếp sau đó liền biến thành một con rắn ba đầu to lớn, miệng còn khe ra được lửa, phun lửa cho đám người của Rick chỉ có thể chạy trốn. Con gái của đạo cô cũng bị hắn bắt mất. Hắn xuyên qua hang, giang đôi cánh bay thẳng lên trời. Lần này hắn quay trở lại lăng mộ của mình, đáp xuống binh tượng, khôi phục lại hình dạng người. Hoàng đế Tần Thủy Hoàng cuối cùng cũng đã hồi sinh rồi. Sau khi hắn lớn tiếng hô, tỉnh lại đi. Dưới đất rầm rập xuất hiện hàng ngàn binh mã đất nung. Tần Thủy Hoàng giờ đây như hổ mọc thêm cánh. Sau đó hắn bắt đầu nói, chuẩn bị thống nhất thiên hạ thêm một lần nữa. Ở bên này, đạo cô và con gái đã hiến tế cơ thể bất tử của mình để thức tỉnh vô số vong linh đã chết dưới tay Tần Thủy Hoàng. Sau khi hô một chú, các đầu lâu trên tường dần dần thức tỉnh. Mặt đất chấn động, vô số oan quỷ từng chết vì Tần Thủy Hoàng ngoi lên khỏi chân trường thành. Cuộc đối đầu xuyên thế kỷ giữa hai quân đội chính thức bắt đầu. Tần Thủy Hoàng vừa hạ lệnh, đoàn binh đất nung đã bắt đầu tấn công. Mũi tên lao như mưa từ trên trời xuống, bắn hạ hàng loạt linh hồn oan khuất. Nhưng rất nhanh họ lại khôi phục được trạng thái ban đầu, bởi vì họ là những cơ thể không bao giờ chết. À xin lỗi nghen, đầu của ông chỗ này nè. Bọn họ tiến lên mà không hề sợ hãi. Hai bên bắt đầu xông đến đánh tay đôi. Nhìn thấy binh đoàn bị súng máy chấn áp, Tần Thủy Hoàng liền biến thân thành một con mãnh thú, thoát một cái đã hủy diệt được chiếc máy bay. Sau đó hắn liền tìm đến đạo cô. Bởi vì đạo cô đã mất đi cơ thể bất tử nên căn bản không phải là đối thủ của hắn. Sau một hồi đánh nhau qua lại, Tần Thủy Hoàng đã chiếm thế thượng phong. Lúc này bà nhìn thấy thanh đao ngay bên hông của hắn, liền lấy mạng sống của mình đổi lấy cơ hội chiếm lấy con dao. Trước khi chết bà nói cho mọi người biết, chỉ khi đâm con dao này trúng tim hắn, hắn mới có thể chết. Lúc này Tần Thủy Hoàng đã đến trước tế đàn, triển khai thuật ngũ hành, chuẩn bị xóa sổ toàn bộ vong linh oan khuất. Quả nhiên chỉ ngay sau đó đoàn binh đã bị đẩy lùi lại phía sau. Khi hắn chuẩn bị phong ấn các linh hồn, Alex đã kịp xuất hiện bắn hạ các quả cầu, các linh hồn mới không bị tiêu diệt. Tần Thủy Hoàng phẫn nộ hóa thân thành một con mãnh thú khác, một tay hất bay Alex văng vào tường. Lúc này Rick xuất hiện đâm một nhát dao vào sau lưng hắn. Hắn đau đớn trở lại hình dạng người, con dao bị hắn ném ra phía xa, gãy thành hai mảnh. Lúc này Alex cũng từ đằng sau đâm lén hắn, hai người phối hợp thành công đâm con dao xuyên qua tim của Tần Thủy Hoàng. Sau đó cơ thể hắn ào ào chảy ra dòng nham thạch, trong phút chốc cơ thể liền nổ tung. Sau khi Tần Thủy Hoàng bị tiêu diệt, binh mã đất nung cũng bị tiêu diệt trong chớp mắt. Các linh hồn oan khuất liền hô lớn vui mừng, rồi cũng hòa theo làn gió biến mất. Cuộc chiến đến đây đã kết thúc, mọi người sau đó cũng quay về Thượng Hải. Lin lúc này đã mất đi cơ thể bất tử cùng Alex trở thành một cặp. Bây giờ tôi đi đánh răng đây.